Lạy Chúa Giêsu, đời người có thể ví như một tấm thảm được đan dệt bằng cả ngàn vạn sợi chỉ màu. Mỗi sợi chỉ giống như hạt cải, nấm men của đời thường, được sử dụng với ý hướng phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại. Tấm thảm màu cuộc đời ấy sẽ được trình diện Chúa khi chúng con diện kiến Chúa. Xin cho chúng con biết chắc chiêu từng sợi chỉ, đừng coi thường, cẩu thả, kẻo làm cho tấm thảm mất vẻ đẹp đáng có của nó. Giống như hạt cải và nấm men, mọi thành quả chúng con đạt trong cuộc sống đều bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Trên hành trình tiến về quê trời cũng vậy. Chúng con bắt đầu xây dựng hành trình ấy bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Chúa ban cho mọi người chúng con một khả năng như một nén bạc, và Chúa muốn chúng con biết trân trọng và sử dụng nó để phục vụ, để sinh hoa kết quả. Miễn sao chúng con chưa toàn bộ phận và sống tốt mỗi ngày, chúng con sẽ tiến gần đến nước trời mỗi ngày. Chúa ơi, hạt cải để lâu ngày không gieo sẽ vô hiệu, nấm men không được vùi vào đống bột, đúng giờ đúng lúc sẽ làm hư bột. Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng khả năng, cơ hội Chúa ban, không chần chừ hay phung phí nén bạc Chúa gửi đến cho mình. Amen.